Nó hình phụ vô mà tôi cũng ăn nữa anh em ơi. Thì bây giờ thằng Trần Quý nó có một nhiệm vụ là vô là làm báo nha anh em. Cuộc đời em là đầu tiên vô sang để báo. Vô để báo đi bây giờ. Em báo quen rồi, em báo chuyên nghiệp rồi anh ơi. Đã giờ tôi tung đôi hình yếu vô mà tôi cũng thắng 2-1 đó anh em. Rồi coi thằng Gia Huy nó báo như thế nào nha anh ơi. Coi bộ cái đội áo cam này dính nảy mình rồi. Nó bị sụp bẫy rồi anh em ơi. Nhất bản sẽ đấu với cái đội mạnh dữ lắm luôn nha anh em. Nên là tôi nhì bản để tôi đấu vô dài xong rồi tôi sẽ vô địch cho anh em coi nha. Ok anh em ơi, thì đúng kịch bản rồi nha anh em. Thì bây giờ tôi sẽ đi ăn xong rồi chiều sẽ quốc tiếp. Ok. Thôi xạo rồi mê, đúng kịch bản rồi mê. Đứng cho chị em ăn cơm. Đúng cho lỗi nữa rồi. Thôi đừng chịu. Bỏ cử nó đi anh em ơi. Thằng này út khờ này, nói sao tự nhiên để thua vậy. Này bởi chụp xong dễ bạn mới cho cho em ăn cơm. Thằng nó không vô nó đá luôn đó anh em ơi. Làm cái quả bánh nú giữ người ta hả? Cũng bình thường thôi. Bình thường thôi đúng không? Sao không bộ? Thì chiều tới nãy giờ lấy 30 ngàn sao anh luôn. Buộc thắng. Sao anh? Điều bị. Chiều sao anh Hưng Thịnh? Chiều thì như hồi sáng. Chiều sao? Hết mình. Hết mình hả? Rồi sao anh? Đến trận cuối cùng luôn. Cuối cùng hả? Rồi anh? Đến chết luôn. Nặng quá, lu bu quá. Lu bu gì dự bị nó nhiều quá hả? Anh sao? Chiến thắng. Anh sao? Không biết sao, hết sức thôi. Chiều sao? Không biết nữa. Gì? Chiều sao? Có dự bị lấy không? Cúp là lấy cúp. It's moving on, feel like xúc cái đụng chứ đây. Thì một kịch bản của tôi thành công rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ thì tôi sẽ đấu nói chung là tứ kết nha anh em. Đó, cái bản này nhẹ hiều à. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ đấu với lại là Gà Gán Kim Ngân nha anh em ơi. Đó thì mấy bạn này là bằng lứa tuổi với lại là bên đội của tôi luôn nha anh em. Đó thì nói chung thì lứa tuổi của tôi là có nhiêu tôi gom hết trơn rồi anh em ơi. Đó thì bây giờ thì cùng anh em xem giống như cái trận này nó sẽ như thế nào thì anh em cùng đón xem nha. Thì tới bây giờ mà cái giọng của tôi nó vẫn còn khan tiếng anh em ơi. Tôi còn đau họng quá trời luôn. Có anh em nào mà bị đau mắt đỏ không anh em? Đó tem của tôi mà đi đá banh về anh em thì tem của tôi bị đau mắt đỏ hết trơn luôn anh em ơi. Con mắt đỏ quét à, anh em đó. Và còn bị sổ mũi khan tiếng nữa anh em à. Trời ơi dầm mưa dãy nắng mà anh em không giúp tôi nút like đăng ký kênh là tôi buồn dữ lắm luôn nha anh em ơi. Thì bây giờ anh em kéo xuống giúp tôi nút like nút đăng ký kênh để giống như là tôi đạt 1.000.000 năm sub nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó thì đội hình chính của tôi ca sang là Hưng Thịnh, Quý Hanh với lại là Chí Tài với lại là Trần Quý, Gia Huy nha anh em ơi. Đó thì nói chung là ủa còn thêm Lực Phan nữa anh em à. Đó thì nói chung thì đội hình của tôi là đội hình này là U17 nha anh em ơi. Đó đội hình cứng nhất U17 nha anh em. Đó rồi thì bây giờ là Quý Hanh. Quý Hanh sẽ làm thế nào đây? Quý Hanh dễ qua số 5 nhưng mà không được anh em ơi. Đó 3-4 người luôn sao mà dễ qua nổi anh em. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh anh em ơi. Rồi, bây giờ là Quý Hanh dễ qua 1 người nhưng mà không được. Thì bây giờ là lo hét được nói chung là bên này bên kia xúc. Trời ơi như vậy mà không vô anh em ơi. Khá trời ơi Gia Huy cu lê đó anh em ơi, quá cái trưởng thiệt. Rồi thì bây giờ là bên đây cu lê nhưng mà không được anh em ơi, khá là khó chịu đó anh em à. Rồi thì bây giờ là tiếp tục nha anh em ơi. Đó thì nói chung thì anh em cũng biết vì sao mà team của tôi đá vòng bảng có một trận rồi đúng không anh em. Đó thì tôi sẽ kể cho anh em lại nha, tại vì vòng bảng tôi đá có 2 trận anh em ơi.
đó. Thì nhưng mà một trận thì tôi nhường cho anh em bạn dứt bảng anh em ơi đó, còn một trận thì tôi đá để tôi lấy điểm để tôi được gì bảng nha anh em ơi. Nếu mà thua trận đó là lỏ luôn anh em ơi, đi về luôn anh em đó. Thì đó là dứt bảng thì thêm kia sẽ đấu với thêm là khó chịu mạnh ở bên kia nha anh em, còn tôi thì tôi đụng với nội nhẹ nha anh em ơi đó, nên là thêm tôi khá là dễ chịu anh em à. Trời ơi, vô chung kết anh em phải chừa sức để vô chung kết để mà chiến đấu đúng không anh em đó, tại vì ai mà vô chung kết là đó đó phải mạnh đúng không anh em đó, nên tôi sẽ dưỡng sức nha đó, chơi giống như là mua mẹo kịch bản đồ hoàn hảo cho anh em coi nha anh em. Rồi thì bây giờ là quý anh khi mà không được anh em ơi đó, thì cái đội này thì nói chung thì chưa có kinh nghiệm anh em à, nên đội tôi cho ăn hành quá trời luôn. Rồi bây giờ Quý Hanh xúc vô trái đầu tiên nè anh em ơi, khá là nhẹ nhàng luôn anh em ơi đó. Quý Hanh là giải lần này anh em ơi, nó đá 4 trận thôi mà nó ghi tận 11 trái luôn anh em ơi, thì anh em thấy ảo Malada da đao anh em ơi đó. Thì tem tôi xúc vô được một trái đầu tiên rồi nha anh em. Thì bây giờ là Trần Quý anh em ơi, rồi lực phan chuyện với Trần Quý. Thì bây giờ là Trần Quý sẽ truyền lề cho giống như là Chí Tài. Thì bây giờ là Chí Tài sẽ làm như thế nào đây? Ủa Chí Tài, nói chung là Chí Tài quá khéo luôn nha anh em ơi. Đó, bây giờ là đây là Gia Huy. Ủa Gia Huy dẻo một người, hai người, xong chích móc. Trời ơi, khá là tiếc luôn nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là tiếp tục là Gia Huy nha anh em ơi. Gia Huy sẽ truyền cho giống như là Chí Tài, truyền cho Quý Hanh, Quý Hanh xúc. Trời ơi, nhổ răng sớm đi. Cái đậu xanh anh em ơi, tôi đang bình luận cái đậu xanh nó bị khang tiếng ngang cái anh em ơi, cây quải trưởng luôn anh em ơi, tôi không có bình luận nhiệt quyết cho anh em coi được, thì có gì anh em không trả giúp tôi nha anh em đó. Thì bây giờ Chí Tài pha phá cái pha đó là Chí Tài đau nha anh em ơi. Bây giờ là tiếp tục là Chí Tài anh em ơi. Ủa Chí Tài quá khéo anh em ơi. Rồi làm gì đây, chúc trời ơi, nhưng mà hổ môn nó chụp được anh em ơi, khá là hay luôn. Rồi rồi, nhưng mà lực phan không thành công rồi. Bây giờ là Hưng Hịnh, Hưng Hịnh sẽ làm như thế nào đây? Chuyền cho Chí Tài. Đó, Chí Tài đã cánh là hơi bị bán luôn nha anh em. Đó, bây giờ là Quý Hanh. Gia Huy sốt. Không dính. Trời ơi, nó thấy gì chưa? Thôi, một khóa nói chung là phối hợp giữa Quý Hanh và Gia Huy nha anh em. Trời ơi, ảo Malada luôn anh em ơi. Tôi ngồi ngoài, tôi giật mình luôn. Thì đây là cái trận nói chung là tứ kết nha anh em ơi. Đó, và thằng Quý Hanh một trận này là nó xúc vô 4 trái lận. Đó, thì anh em nhớ xem hết clip để coi giống là tôi, tem tôi có thể giống là vô địch hay không nha anh em ơi. Thì bây giờ tem tôi phản công gì cho Trần Quý, nhưng mà không được anh em ơi. Đó, Trần Quý chuyền một pha khá là út khờ nha anh em. Đó, bây giờ là Lực Phan sẽ làm như thế nào đây? Lực Phan sẽ câu lên cho ai đây, nhưng mà không được anh em ơi. Đó, bây giờ là tiếp tục là tem bên kia, nhưng mà không được anh em ơi. Số 88 phản công thì số 88 khúc, nhưng mà không qua được phút bộ đâu anh em à. Phút bộ chứ chụp giải U23 còn được mà anh em, uống chi giải U7 lần này đúng không anh em. Bây giờ là Quý Anh, Quý Anh dễ qua một người anh em ơi. Vậy chứ, trời ơi, cái pha đó mà có ai xuống kế bên Quý Anh là nó xúc vô nữa anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ là bên đây xúc, phút bộ. Trời ơi trời, hên quá cục dọc anh em ơi. Á trời trời, cái pha đó mà chúng cục dọc anh em, nhìn ảo anh em. Thì bây giờ là Quý Hanh anh em nhìn nè. Đó anh em nhìn nè nha. Rồi chuyền cho một cái điểm tựa nha anh em ơi. Xong rồi chuyền cho giống như là Trần Quý. Rồi. Trời ơi, nhẹ nhàng quải chữ luôn anh em ơi. Đó. Thì anh em cũng biết vì sao mà tem tôi nói chung là nhường cho tem kia nói chung là nhất bản cho anh em. Đó, thì tem tôi vì bản để đấu với lại là vì bản B nha anh em ơi. Đó, tem tôi là đấu toàn nhẹ không ô. Đó, để chừa sức vô chung kết anh em ơi, để đấu như là gã khủng lồ nha anh em. Đó. Thì anh em nhớ giống như là giúp tôi nút like đăng ký kênh họ cho mình nha. Rồi. Thì bây giờ là tem tôi là hồi nãy giờ là xúc vô mấy trái rồi ta, hình như là 3 trái rồi. Quý Thanh xúc vô 3 trái rồi anh em ơi. Thì bây giờ là bắt đầu hiệp 2 nha anh em. Đó, thì bây giờ là bắt đầu cái hiệp thứ 2 nha. Rồi, thì bây giờ là Chí Tài gì Hưng Hịnh. Rồi bây giờ bên kia xúc, liệu có rơi không? Nhưng mà không qua được Hưng Hịnh đâu anh em ơi, khá là khó luôn á anh em. Rồi bây giờ là Hưng Hịnh sẽ làm như thế nào đây? Rồi, thì bây giờ là tiếp tục là Hưng Hịnh anh em ơi. Thì bây giờ là Hưng Hịnh sẽ làm như thế nào đây? Dễ, nhưng mà không được anh em ơi. Ôi xúc, nhưng mà phút bộ chụp dính nha anh em ơi. Phút bộ nói chung là nó chụp sân 7 ghê lắm nha anh em ơi. Đó, còn Minh Thành với Di Bẩm là sân 5 nha anh em. Bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh nè. Anh em nhìn Quý Hanh nè, nhưng mà không được anh em ơi. Khá là khó luôn. Nãy giờ Quý Hanh là xúc vô ba bàn anh em ơi. Đó, thì anh em nhìn anh em chưa? Hưng Hịnh nói chung là tiền vệ là hơi bị hay luôn nha anh em ơi. Thì bây giờ Gia Huy sẽ chọt cho Quý Hanh. Bây giờ là Quý Hanh xúc. Trời ơi, quá nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Đó, nói chung là cái bản cái tứ kết này anh em ơi, nó khá là nhẹ luôn nha anh em. Đó, nên là tem tôi là ao trình luôn anh em ơi. Đó, thì Quý Hanh là người xúc vô 4 trái nha. Bây giờ là sẽ tiếp tục là thay cho anh em khác vô đá nha anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ là Gia Huy. Bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh anh em ơi. Đó, Quý Hanh đang tự tin, nhưng mà không được anh em ơi, khá là khó luôn anh em. Đó, bây giờ là tiếp tục là Trần Quý là má tốc độ nha anh em ơi. Trời ơi, nó chạy kìa anh em ơi, quá khứ đi anh em ơi. Anh Quý bảo chạy là có bằng Trần Quý Hanh. Trời ơi,
nhưng mà không vô anh em ơi, khá là tiếc luôn. Thì bây giờ là Quý Hanh sẽ làm như thế nào đây? Bây giờ là Quý Hanh à, liệu con có dẻo qua được hay không nha anh em? Rồi không, quyết định là dẻ anh em ơi, quyết định là chiền. Thì bây giờ là, nhưng mà không được anh em ơi. Thì bây giờ là Trần Quý gịch về cho giống như là Dũng bỏ, nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Đó, rồi. Thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào đây? Bên kia quyết định xúc. Trời ơi, phút bộ chụp dính luôn anh em ơi. Hả, anh em thấy ảo Mayada chưa anh em? Đó, rồi. Thì bây giờ là hình bò xúc. Trời ơi, trời. 5-0 luôn rồi anh em ơi, 5-0 luôn rồi nha anh em. Đó, hình bò xúc vô trái này, nó làm một cái pha tịch vãi cái chưởng luôn anh em ơi. Đó, thì Quý Hanh 4 trái, hình bò 1 trái nha anh em ơi. Tôi đã dám chắc cho anh em giải này luôn, 100% luôn. Là Quý Hanh là người chưa khóa lưới nha anh em ơi. Đó, hình bò nó bay trái này nó bị chuột rút luôn rồi nha anh em. Rồi, thì bây giờ là Hưng Gia Lai lần đầu đá sân 7 giải cho tôi luôn nha anh em ơi. Đó, bây giờ là Hưng Gia Lai, ủa quá khéo, ủa một ngư, hai ngư, quá khéo luôn anh em ơi, ba ngư, nhưng mà không thành công anh em ơi. Pha này hỏi lỗi cho Hưng Gia Lai luôn anh em ơi. Đó, rồi bây giờ là bên kia quyết định là xúc lên, nhưng mà football, ủa lộn, đảo cho con trai em anh em ơi, trai em nó chụp vào nha anh em, trai em nó bụng phệ lắm anh em ơi, hình di bẩm luôn. Đó, rồi bây giờ là Khanh anh em ơi, Khanh sẽ chuyền cho giống như là ai đây, này gì ở Xuân Phương anh em ơi, Xuân Phương. Đó, thì bây giờ là Dũng bỏ chuyền cho giống như là Hưng Gia Lai. Thì bây giờ là Hưng Gia Lai sẽ quyết định là trái chuối, nhưng mà không được, hình bò, cu lê, nhưng mà không thành công rồi anh em ơi, khá chi là tiếc luôn. Đó, bây giờ là Khanh, ủa Khanh lấy bàn thành công rồi nha anh em ơi. Bây giờ Khanh sẽ làm như thế nào đây? Khanh quyết định là không được anh em ơi, Khanh quyết định là chuyền hình bò chuyền qua Hưng Gia Lai. Trời ơi trời, 6-0 luôn rồi anh em ơi. Đó, tem bên kia nói chung là hủ môn bây giờ là cừ luôn rồi nha anh em ơi. Trước khi đá là mấy bạn nó vẫn nói là trời ơi anh Quý ơi, anh đá từ từ thôi nha, anh đừng có 10 trái về em quê với bạn bè lắm nha anh. Thôi anh xin lỗi em nha, giờ anh lên đây anh nói luôn rồi. Thôi nói chứ không sao anh em ơi. Đó, thì mình sẽ đá nhiều giải hơn thì mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn nha anh em ơi. Tại vì tem tôi đá giải nhiều rồi nên có kinh nghiệm, nói chung là biết đội nào yếu, đội nào mạnh đó anh em. Đó, với lại là nói chung là kinh nghiệm, nói chung là hay hơn anh em, câu lỗi anh em. Đó, thì tôi nói vậy thôi, thì anh em nào biết thì anh em biết nha. Rồi, thì bây giờ là bên kia quyết định là chiên, nhưng mà không qua được, nói chung là Xuân Phương này anh em ơi. Đó, rồi giờ tụi tôi đang ngồi ở vòng trong nha anh em ơi. Một kịch bản làm cho tụi tôi ăn cái đội kia 6-0 ủa 7-0. Bây giờ tụi tôi đang ngồi coi nè. Chị cuối nha anh em. Thì tối tôi ngủ chung với nó xong rồi bây giờ tôi hẹn nó chung kết, bây giờ gặp luôn anh em ơi. Giờ coi con nào đi về ha. Ok. Cái thành quá mẹ ơi. Tôi thôi thì ai hai đội cũng đều với nhau mà. Quý Anh thôi. Đá đi, may mắn thì được ai. Là... Quý Anh sao? Hôm nay á. Đảo chân qua nó luôn. Ok. Xuống đây. Xuống đây. Quên hồi hôm đụng mấy cái anh mày á. Ơi, nó phải đứa cống. Này phải đứa cống. Có đâu ạ? Cho coi lại cái ấy đi. Con này nó phan Quý Hanh, nó phan Quý Hanh. Mày qua Đức Cống mình tới mình đâu rồi đó. Đức Cống nha, mày con em được cái dê này mày hiểu đi, ở trên An Giang là fan đâu không mà không có fan mày đâu nha Đức Cống. Chờ ngày sau được fan. Tháng chứ sao ta. Được không anh? Được. À, trận bóng này dễ quá cho nên tôi quyết định là tôi nhường cho phú bầu chụp nha anh em. Ok, tôi ra ngoài.
Thầy Quốc Vũi có cảm xúc gì không thầy? I have nothing to say, just want to say my streaming festival. Thì bây giờ anh em thì tôi đụng lại cái đội mà tối tôi nói chung là ngủ chung với nhau tấu hài cho quay cho anh em coi. Anh em thì bây giờ đụng ngay với nói chung là tứ kết luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ team ai mà thua cái trận này anh em ơi là team người đó sẽ đi về nha anh em, còn ai mà thắng anh em là sẽ vô nói chung là chung kết nha anh em ơi. Đó thì cái trận này nói chung là tận 22 phút mới có bàn thắng nha anh em ơi. Đó thì ở đây thì anh em xem thì tôi đã cắt nhanh gọn lẹ cho anh em coi rồi. Đó thì anh em nhớ giúp tôi nút like đăng ký kênh hộ cho mình nha anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Đó thì bây giờ là lực fan sẽ làm như thế nào đây. Đó thì bên tôi nói chung là có kinh nghiệm câu lỗi hơi bị ghê luôn nha anh em ơi. Đó nói chung là trái nào cũng câu lỗi luôn. Thì anh em xem cái trận này thử đi. Trời ơi team tôi câu lỗi hơi bị đẳng cấp luôn nha anh em. Đó Châu Huy, trời ơi nhưng mà cái trận lần này anh em ơi, hủ mô bên team bạn nói chung là chụp hơi bị ghê luôn nha anh em ơi, chụp hơi bị hay luôn á, tôi nói thiệt luôn em luôn á. Rồi thì bây giờ Hưng Thịnh nè, anh em nhìn kinh nghiệm nè, đó anh em thấy không, đó anh thấy không, trời ơi anh em nhìn phát biết ngay luôn anh em thấy không. Rồi thì bây giờ là Quý Anh sẽ quyết định là dẻo qua một ngư, xong rồi hai ngư nhưng mà bị chọt vô cái chân rồi anh em ơi. Đó khá là trà tiếc luôn. Thì bây giờ team tôi có thêm một cái trái lỗi nữa nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Gia Huy sẽ quyết định làm như thế nào đây. Ủa lộn, Hưng Thịnh, Gia Huy quyết định là sớm. Trời ơi nhưng mà trời ơi hả, hậu bộ bên kia hay quá anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Quý Anh nhưng mà không được anh em ơi. Đó thêm một lỗi nữa nha anh em ơi, team tôi sẽ bắn thêm một trái đại bác nữa nha anh em. Đó team bên tôi nãy giờ là câu lỗi hơi bị nhiều luôn nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là ai là người xúc đây. Đó chắc tôi nghĩ là Gia Huy quá anh em ơi, người đứng sau là thường là người đó xúc lắm anh em à. Rồi ủa nhưng mà không phải Gia Huy rồi, Quý Anh, trời ơi nhưng mà không được anh em ơi. Đó khá là tiếc luôn. Rồi thì bây giờ hiệp, đó thêm một lỗi nữa nha anh em ơi. Đó vừa lỗi xong là team tôi có thêm một trái lỗi nữa anh em. Đó tại vì team tôi đã giải nhiều anh em nên là team tôi có kinh nghiệm nhiều hơn anh em à. Rồi bây giờ là Gia Huy xúc, trời ơi má hủ môn nó chụp hay quá anh em ơi. Đó, cái trận này làm cho tôi nói chung là đổ mồ hôi hột luôn anh em à. Tôi team tôi tưởng đâu là cái dớp lần này anh em ơi là vô men nữa anh em ơi. Ai về đâu team tôi thắng luôn anh em ơi. Thì bây giờ số 11 sẽ quyết định là xúc lên nhưng mà không thành công rồi anh em ơi, chúng giờ Quý Hanh nè anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là team tôi nhận thêm một cái trái biên nữa nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. À, hủ môn hay quá, ga vô quá hay luôn. Thì cái pha này anh em nhìn nè, đó anh em nhìn nè, trời ơi nhém nữa là gốc chữ A siêu phẩm rồi anh em ơi, khá là tiếc luôn. Rồi bây giờ là Hưng Thịnh nhưng mà không được rồi. Số 24 làm như nào đây, chiên nhưng mà trời ơi không thành công rồi anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là lực phan đó, câu thêm một trái lỗi nữa nha anh em ơi, khá là hay đến từ vị trí của lực phan luôn nha anh em. Thì bây giờ là tiếp tục thêm một trái lỗi nữa nha. Gia Huy, trời ơi tên tôi nhiều lỗi lắm anh em ơi nhưng mà không biết tận dụng cái lỗi của tên bạn anh em à. Thì bây giờ là trời ơi hủ môn trái nào nó cũng đỡ được hết trơn á anh em ơi. À, tôi cũng hiểu luôn, tận 22 phút mới có bàn thắng là anh em cũng hiểu rồi đó anh em. Rồi thì bây giờ Gia Huy sẽ làm như thế nào đây. Gia Huy sẽ truyền cho chúng là lực phan, bây giờ lực phan xúc nhưng mà trời ơi hủ môn nó chụp hoài anh em ơi. Trời ơi cái trận này là tôi đổi mồ hôi hột luôn á anh em. Và bây giờ là Trần Quý nè, Trần Quý sẽ làm như thế nào đây. Đó thì tại vì giấc tối anh em ơi, đó tại vì ánh sáng không đủ anh em nên cái cam tôi nó hơi mờ anh em à. Đó bây giờ Gia Huy sẽ truyền cho Hưng Thịnh nha anh em ơi. Hưng Thịnh sẽ làm như thế nào đây, Hưng Thịnh sẽ truyền cho nói chung là Lực Phan. Thì bây giờ Lực Phan sẽ làm như thế nào đây, Lực Phan sẽ truyền cho giống như là Chí Tài anh em ơi. Thì bây giờ là Chí Tài sẽ làm như thế nào đây, Chí Tài quyết định là xúc luôn nhưng mà không thành công anh em ơi, không có thuận chân trái anh em ơi. Đó thì bây giờ là tiếp tục Chí Tài. Thì bây giờ đây là một cái bàn thắng là nha anh em ơi. Thì bây giờ là Quý Anh, Quý Anh sẽ làm như thế nào đây. Ủa Quý Anh, trời ơi đối động, trời ơi quá hay luôn anh em ơi. Đấy, cái pha này
22 phút mới có bàn thắng cho anh em. Nên là tem tôi cái khúc này vui lắm anh em ơi. Rồi thì tem tôi là cuối cùng cũng ghi được ở phút 22 nha anh em ơi. Đó, cái trận đấu này khá là căng thẳng luôn á anh em. Rồi thì bây giờ là nói chung là trận này tụi tôi nói chung là gây cắn lắm luôn. Thì bây giờ là số 1 bên kia sẽ làm như đây. Rồi dẻ một ngừ, số 2 ngừ, xúc cùng dọc. Trời ơi, khá là xui luôn nha anh em ơi. À, số 1 hay quá nhưng mà hơi bị xui anh em à. Bây giờ là Gia Huy, Gia Huy phản công. Gia Huy sẽ chuyền cho Quý Thanh nhưng mà bị dấp rồi anh em ơi. Đó, bây giờ không sao, bây giờ là làm lại nha anh em ơi. Bây giờ là Quý Thanh sẽ chuyền cho giống như là Tấn Tài. Giống như là xúc nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Ủa lộn, Chí Tài nha anh em. Thì bây giờ là Quý Thanh, Quý Thanh dẻ một ngừ. Xong rồi, xúc nhưng mà không vô anh em ơi. Hả, thủ môn hay quá, không biết nói chung là thủ môn ra vô hay lắm nha anh em. Đó, bây giờ là Quý Thanh. Trời ơi, lại tiếp tục chúng ta thủ môn nữa anh em ơi. À, cái trận này nó gây cắn quá anh em ơi. Đó, cái cam hay mờ anh em không cãi với tôi nha. Rồi, bây giờ là ấy, trời ơi, lực quen ơi, cái pha đó mà chuyền cho Quý Thanh là có bàn thắng rồi anh em ơi. Đó, khá là tiếc luôn. Rồi, thì bây giờ là lực phan, lực phan sẽ chuyền cho Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh. Rồi, thì bây giờ là Giáo Huy. Trời, lực phan. Trời ơi, cái trái này sao vô cái là tôi hết gung luôn nha anh em ơi. Nãy giờ tôi đi ngồi ngoài tôi gung lớn nha anh em. Đó, và tỷ số là 2-0 mà nghiêng về team của tôi rồi nha anh em. Đó, khá là may mắn luôn anh em ơi. Đó, bây giờ là Trần Quý nè. Trần Quý sẽ làm như ra đây. Trần Quý sẽ chuyền cho giống như là lực phan. Thì bây giờ lực phan sẽ chuyền cho Quý Thanh nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Đó, rồi. Thì bây giờ là Gia Huy lấy banh. Nhưng mà lộn xộn rồi anh em ơi. Nhưng mà Gia Huy, Quý Thanh, à, Quý Thanh lấy banh được rồi anh em ơi. Đó, bây giờ Quý Thanh sẽ chuyền về, sẽ xào lại chơi nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là trời, đua quá trời anh em ơi. Rồi bây giờ là quá hay đến từ vị trí của Trần Quý anh em ơi. Bây giờ là Trần Quý phản công anh em ơi. Bây giờ là Trần Quý sẽ làm như nào đây. Trần Quý quyết định là sút luôn. Trời ơi, khá là tiếc luôn anh em ơi. Đó, bây giờ số 24. Rồi bây giờ là Hưng Hịnh chuyền lên. Trời ơi, thằng này nó sút cái, trời ơi, một cái siêu hỏng luôn anh em ơi. Vô ngay góc chữ A luôn anh em. Ảo Lazada quải chữ luôn. Và tỷ số là 2-1 là cho tôi gung nữa rồi nha anh em ơi. Đó, nhưng mà không sao anh em ơi. Đó, khúc này là anh em an ủi phút bồ nha. Để cho phút bồ là có động lực chụp tiếp nha anh em ơi. Thường là thủ môn mà để hủng lưới anh em ơi là bị mất phong độ anh em. Đó, thì bây giờ là team tôi sẽ cố gắng làm lại cho anh em coi nha. Rồi, thì bây giờ nhưng mà thủ môn chụp lại được rồi anh em ơi. Bây giờ Gia Huy sẽ tiếp tục truyền cho giống như là Trần Quý. Thì bây giờ là Trần Quý mới định là xúc luôn. Nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Khá là tiếc luôn. Thì bây giờ là tiếp tục là Quý Thanh. Thì bây giờ là Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây. Rồi Quý Thanh quyết định là xúc luôn. Trời ơi, khá là tiếc luôn nha anh em. Đó, bây giờ là Trần Quý sẽ tiếp tục là chuyện cho Gia Huy. Thì bây giờ tiếp tục là Gia Huy. Gia Huy chuyện cho Quý Thanh anh em ơi. Thì bây giờ Quý Thanh, Quý Thanh xúc vô. Thì nó ăn mừng xong nó té luôn nha anh em ơi. Quải cái chữ luôn anh em ơi. Ăn mừng kiểu Mỹ anh em. Đó, cái này gọi là ăn mừng kiểu Mỹ nha anh em. Nó ăn mừng xong rồi té cái bịch luôn anh em ơi. Hả, nãy giờ là tôi thấy Gia Huy là kiến tạo là hơi bị nhiều luôn đó nha anh em ơi. Đó, mà còn thủ anh em ơi là Hưng Hịnh nha anh em. Đó, Hưng Hịnh là hủ bao cứng luôn. Thì bây giờ là tiếp tục là Quý Thanh. Nhưng mà trời ơi, cái pha này nhém nữa là ban rồi anh em ơi. Tại vì team tôi ăn team bạn tới 3-1 rồi anh em ơi. Nên trọng tài là khó hỏi cái trái ban lắm lắm nha anh em. Đó, thì bây giờ là Quý Thanh. Trời ơi, hả, anh em thấy gì chưa? Trời ơi, bén còn hơn là cái dao cắt cỏ đó anh em ơi. Quá hay đến từ vị trí của Quý Thanh luôn anh em ơi. Đó, rồi nhưng mà không sao nha anh em ơi. Đó, bây giờ là tỷ số là 4-1 rồi nha anh em. Đó, team tôi là 100% vô chung kết rồi anh em ơi. Đó, hy vọng là cái giải lần này team của tôi sẽ vô địch nha. Thì tôi nói lại chụp hình nữa anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Chụp hình hoài anh em ơi. Quả cái chữ thiệt. Rồi, thì bây giờ là tiếp tục là team của tôi nhận thêm một cái trái phạt nữa. Giống như là Hưng Hịnh xúc nhưng mà Gia Huy không được anh em ơi. Khá là tiếc luôn anh em ơi. Bây giờ là team bạn là bây giờ là hết có khả năng là thắng team tôi rồi. Đó, team bạn là hên quá. Xúc vô cái tay à Khanh cái nhận thêm một cái trái ban nha anh em ơi. Đó. Rồi thì bây giờ là hữu môn team bạn sẽ là người xúc cái trái ban này nha anh em. Đó, xúc cái trái ban này đảm bảo 100% vô rồi anh em ơi, tại vì ban ít khi nào mà mít lắm anh em à. Rồi, phút bộ là chọn bắt sai bên rồi nha anh em. Nên là tỷ số đang lên là 2-4 rồi nha anh em ơi. Rồi, nhưng mà không sao. Thì bây giờ là tiếp tục là hình bò. Bây giờ là hình bò sẽ quyết định là xúc luôn. Nhưng mà không thành công rồi nha anh em ơi. Hữu môn trận này chụp quá hay anh em ơi. Thì bây giờ là Trần Khanh sẽ làm như này đây. Câu lên cho hình bò. Nhưng mà không thành công rồi. Xúc, như Văn Di xúc nhưng mà không được. Thì bây giờ là tiếp tục Trần Dũng. Bây giờ là Văn Di sẽ làm như thế nào đây. Văn Di quyết định là câu lên vô. Trời ơi, ủa, trời ơi, cái trái đó tôi tưởng nó vô không mà anh em. Đâu pha này là trời ơi mà nhém tí nữa nha anh em ơi. Nhém tí nữa là tàn canh xương gió lạnh là anh em ơi. Rồi, bây giờ mình Văn Huy xúc nhưng mà không được.
Rồi, trời ơi, khá là tiếc luôn. Em ơi, từ hôm qua giờ cuối cùng tôi cũng vô chung kết rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ đấu với đội Phong Nguyễn nha anh em. Nói chung là mạnh nhất gì ở đây nè. Thì bây giờ thì chuẩn bị nghỉ mệt rồi chiến. Anh em ơi, mệt quá mệt trời.